Và sau khi ăn uống, dạo chơi và mua sắm tại khu vực Chinatown xong thì gia đình mình bắt đầu lại di chuyển đến một nơi khác. Ở nơi đây, khu vực này là có một bến cảng để du khách để có thể đến đây vui chơi, ăn uống, đi bộ, có thể tham quan viện bảo tàng ở đây nữa nè. Ở đây còn có xung quanh có rất nhiều xe ngựa để du khách có thể mướn, và mình lên trên xe đó mình ngồi mình chạy một vòng quanh để xem thành phố ở nơi này. Và lúc trước gia đình mình thì cũng đã đi cái xe ngựa đó rồi. Lúc đó thì mùa hè, còn bây giờ thì đang trời mưa, đang lạnh nữa, cho nên gia đình mình không có đi lại. Bây giờ mình đang bước vào khu vực nơi này gọi là tòa nhà trụ sở của chính quyền ở tỉnh bang BC. Ở đây còn được gọi là tòa nhà của quốc hội đó. Bây giờ mời các bạn đi theo mình nha. Khu vực bên kia là bến cảng đó các bạn. Do trời mưa đó, cho nên mình cũng không có đi qua đó để quay gần cho các bạn coi, mà mình chỉ đứng ở bên khu vực bên đây thôi. Bên đây là khu vực của tòa nhà quốc hội. Tòa nhà này theo mình được biết thì được xây bằng đá, và kiến trúc thì được làm theo kiểu phong cách của người Anh. Bởi vì mình nghe nói cái thành phố này là được một cái nữ hoàng tên là Victoria đặt cho cái thành phố này tên là Victoria luôn. Xung quanh tòa nhà này có rất là nhiều khu vườn hoa rất là đẹp, rất là ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ. Đặc biệt là vào mùa xuân, hoa nở rất là nhiều xung quanh tòa nhà, đẹp lắm. Chỉ tiếc là hiện tại mình đang đi ngay mùa đông đó, cho nên là chưa thấy cái hoa nó nở. Nếu có dịp lần sau trở lại vào lúc mùa có nắng, có hoa đầy đủ, mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Một cái tượng cao đứng đằng kia, đó chính là tượng của nữ hoàng tên là Victoria, người đã đặt ra cái tên cho tiểu bang này. Tượng Victoria thì cao, lớn và thẳng, và nhìn đối diện ra bến cảng.
tất cả những hàng cây, những cây lớn, cây nhỏ, những thảm cỏ xung quanh đều được người ta chăm sóc rất là cẩn thận. Khi các bạn đến đây thì các bạn có thể thoải mái tự nhiên đến tham quan, ngắm cảnh và chụp hình. Ở đây người ta không có cấm cản mình đâu. Xung quanh ở đây có rất là nhiều bảo vệ, nhưng mà họ chỉ đứng để bảo vệ tòa nhà thôi. Còn mình đến đó mình có thể ngắm hoa này, chụp hình với hoa này, chụp hình tòa nhà. Rồi mình đi dạo xung quanh, mình có thể làm cái gì cũng được, mà mình không có phá hoại là được rồi.
thời tiết cũng không có phải là đẹp mấy, nhưng mà mình có thể nhìn thấy được rất cũng có rất nhiều người đến đây để tham quan, chụp ảnh để làm kỷ niệm. Và sau khi rời tòa nhà ấy xong thì mình lại tiếp tục đi đến một cái mall gần ở đó. Mình không có đi vào cửa chính lớn mà mình đi vào một cái cửa bên hông của mall thôi, một cái cửa nhỏ. Bây giờ các bạn đi theo mình vào trong cái mall này ha. Lúc mình đến đây thì cũng trễ rồi. Hôm nay là khoảng 6 giờ mall đóng cửa, nhưng mà mình đến đây cũng 5 giờ mấy rồi, cho nên là mall đã vắng người rất là nhiều. Nhưng mà mình cũng đi dạo một vòng để cho các bạn xem thấy mall ở đây người ta bán những gì nha. Mall này tên là Mayfair, ở thành phố tiểu bang Victoria, BC. Ở cái cửa này khi bước vào thì lại gặp ngay một cái food court, gọi là nơi để người ta ăn uống đó. Ở đây là khu vực bán giày dép nè. Ở đây ngay góc này mình thấy người ta có một cái tiệm phở, mà tiệm phở này là tiệm phở dạng ăn nhanh đó, chứ không phải là một tiệm phở giống như một cái nhà hàng bình thường. Ở bên Tây này mình thấy người nước ngoài người ta cũng rất là thích ăn phở nha. Phở của người Việt Nam mình thấy vậy mà nổi tiếng lắm á. Đi vào nhà hàng Việt Nam thấy người Tây á gọi order phở rất là nhiều. Do mình đến trễ cho nên là mall bây giờ vắng người đi rất là nhiều. Bây giờ mình chỉ đi một vòng mall và quay sơ sơ cho các bạn xem nha. Thank you.
trong thời gian mình đi quay một vòng ở mall như vậy đó, thì mẹ và em gái của mình cũng đã đi mua được một ít đồ. Chồng và con trai của mình cũng đi mua được một ít quần áo và nón. Thôi đúng là cao thủ không bằng tranh thủ ha các bạn ha. Ai cũng tranh thủ quá chừng luôn. Tới chừng mình quay ra đó, mình thấy ai cũng tay xách nách mang, đồ đạc lỉnh khỉnh. Chỉ có mình à, lo quay phim quay ra không có gì hết trơn.
Đây là milk tea. Đây là walnut bubble tea. What is it? Bubble gum. Và đi đến đây thì trời cũng đã tối rồi. Trời về đêm thì nhìn quang cảnh ở đây rất là đẹp, bởi vì những cái ánh đèn chiếu lung linh lấp lánh khắp xung quanh. Gia đình của mình thì đã đặt nhà hàng từ trước để ăn tối, cho nên bây giờ gia đình của mình sẽ vào trong nhà hàng này để ăn tối đây. Gọi là Milestone Grill and Bar. Thank you so much. Đây là món ăn yêu thích của cháu của mình đây. Còn đây là món salad trộn. Ở trong đây còn có phô mai của sữa dê. Còn đây là món beef steak. Đây là một trong những món mì ý xào. Và đây là món hủ tiếu xào của Thái Lan. Và sau khi ăn uống xong thì gia đình mình đã trở quầy ra để ngắm lại quang cảnh thành phố một lần nữa. Quang cảnh thành phố của Victoria về đêm thật là đẹp. Tất cả các nhà hàng, các tòa nhà được phủ quanh bằng những ánh sáng của những ngọn đèn. Nhìn thật là đẹp, lung linh lấp lánh. Cái nhà hàng lúc nãy mình vào ăn đó, nó cũng trang trí giống như là một chiếc tàu vậy đó, bởi vì nó nằm ở gần khu vực bến cảng đó. Bây giờ mình nhìn ngắm lại toàn quang cảnh một lần nữa, rồi bắt đầu trở về lại nhà để ngồi đây. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Mình cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ, quan tâm, yêu thương và theo dõi mình. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ và thật là hạnh phúc.